Hello, hello cả nhà, các bạn đợi mình có lâu không? Lần trước chúng ta đã đi được một nửa hành trình của Jihan, mọi việc diễn ra vẫn rất căng thẳng. Đến với video lần này, chúng ta tiếp tục đi nốt hành trình của vị bác sĩ luật sư này nhé. Viện trưởng đã điều chàng bác sĩ năm 3 đến phẫu thuật cùng với Jihan. Với bàn tay run rẩy, Jihan vẫn tiếp tục ca phẫu thuật. Đội công tố viên vẫn trực ngoài bệnh viện để theo dõi ủy viên, người của bệnh viện Ban Seok đang đến phiên tòa. Ngay lập tức thấy được Jay và đồng nghiệp đang đợi ở ngoài, hai bên cũng lời qua tiếng lại. Cố gắng với đôi bàn tay bị thương cộng thêm việc lâu rồi chưa lên bàn mổ, nên dù Jihan là bác sĩ giỏi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ca phẫu thuật chưa đi theo hướng thuận lợi đã làm mất thêm thời gian. Lúc này tay của Jihan đã rất run và anh chàng bác sĩ hậu bối đã đề nghị phẫu thuật thay. Trước yêu cầu đó cũng như sự đồng ý của những người khác, Jihan cũng đồng ý. Đồng thời, phiên tòa cũng đã bắt đầu dù thiếu luật sư của người tử tù. Công tố viên Siok Jang đã cố gắng kéo dài thời gian thành công giúp Jihan tiếp tục cuộc phẫu thuật. Jihan đang tận tình chỉ bảo hậu bối. Thời gian đã đến và luật sư Jihan vẫn chưa có mặt. Đột nhiên, luật sư của bệnh viện Ban Seok đề nghị thay vị trí của Jihan và người tử tù vẫn đang suy nghĩ để đưa ra quyết định. Siok Jang đã ra ngoài và có cuộc nói chuyện nhỏ với Jay thì đột nhiên Jihan gọi đến cho cô. Tin tốt là phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp. Jihan cùng với giáo sư đang đi nhanh hết sức có thể. Luật sư của bệnh viện B đã đưa cho người tử tù xem thứ gì đó và người tử tù đã không đổi luật sư. Vào đúng lúc hội đồng định rời buổi xét xử thì Jihan đã đến nơi và cũng thông báo tin tốt cho viện trưởng. Bên Jihan đang thở phào nhẹ nhõm, viện trưởng cũng biết tin ngay lập tức. Siok Jang cũng đã nói rằng giám đốc y tế là người truyền ý của viện trưởng đến người tử tù. Siok Jang đã chuyển hướng phiên xét xử sang hướng khác nhắm vào viện trưởng. Viện trưởng đã đứng ra làm nhân chứng và chính Siok Jang tra hỏi ông. Người tử tù trở nên phát điên và nói những điều vô nghĩa. Điều này làm cho bên Jihan bất ngờ và ở văn phòng của Jihan, người của viện trưởng đang tiến vào trong văn phòng. Viện trưởng cũng tiết lộ về việc cử anh chàng hậu bố đến giúp sức cho Jihan. Lần này phần thắng đã thuộc về viện trưởng. Jay đã thay đổi kế hoạch và thuyết phục chính trị gia cho mình thay thế viện trưởng. Siok Jang cũng đã gặp mặt trực tiếp người tử tù để hỏi rõ lý do. Người tử tù đã bị luật sư bên Ban Seok đe dọa và khiến người tử tù nghe theo. Giáo sư gặp Jihan và nói thêm về cái chết của cha anh. Siok Jang cũng được người tử tù kể cho câu chuyện tương tự. Cả phẫu thuật đó cũng dần sáng tỏ thêm và viện trưởng là người đứng sau hại chết cha của Jihan. Viện trưởng cũng đã dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ chàng bác sĩ năm 3 làm bác sĩ ma cho Huyên Sung. Jihan đang ngồi uống rượu một mình vì suy nghĩ về ba mình. Sau khi nghe sự thật về ba cộng thêm thất bại đã khiến cho Jihan suy sụp. Hôm sau, Jay đã mời Siok Jang và Jihan đến để thực hiện kế hoạch của mình nhằm giảm quyền lực của viện trưởng. Ở bên kia chiến tuyến, Huyên Sung đã đề xuất để mình trở thành viện trưởng mới nhằm muốn chứng tỏ với Juna. Jay cũng đã có ý định đưa Jihan lên làm viện trưởng. Và rồi sau đó chính trị gia xuất hiện, đây chính là con bài tẩy của Jay. Jihan cũng đã thừa nhận mình là người phẫu thuật thay thế cho Huyên Sung sau khi bị chính trị gia hỏi. Jay đã nói sự thật cho chính trị gia về bác sĩ ma của bệnh viện Ban Seok và để ông đi gặp Jihan. Chính trị gia muốn Jihan phẫu thuật tim cho mình thay vì bệnh viện Ban Seok và anh đồng ý. Chính trị gia đã hài lòng khi có được bác sĩ phẫu thuật tim cho mình, nhưng đồng thời cũng suy nghĩ về dối trá của viện trưởng và có thể hoãn hôn. Siok Jang và Jihan hơi khó chịu khi chuyện về chính trị gia đột nhiên xảy ra. Siok Jang đã nói sự thật về câu chuyện 5 năm trước cho Jay nghe. Anh chàng bác sĩ năm 3 đã lấy được thêm niềm tin từ Huyên Sung trong một ca phẫu thuật. Viện trưởng từ xa theo dõi cũng phải nói lời khen ngợi cho tài năng trẻ. Jay rất bất ngờ sau khi nghe chuyện và hứa sẽ chung chiến tuyến với cặp đôi chính. Cô bé nạn nhân cần phẫu thuật dây thanh quản đã gọi điện cho chàng bác sĩ trẻ với mong muốn anh kiểm tra kết quả. Cô nàng ở văn phòng Jihan đang làm nhân viên phục vụ ở Ban Seok và cô vừa lập công. Cô đã được trưởng nhóm cho thăng chức lên làm trợ lý. Siok Jang và đội của cô đi gặp nhóm của Jihan. Mọi người đang nói về những thứ xung quanh bà ủy viên của đảng. Nhóm đang thảo luận thì đột nhiên anh chàng bác sĩ trẻ đến. Anh đã nói về yêu cầu của cô bé nạn nhân với Jihan và Jihan đã đồng ý. Jay có cuộc nói chuyện với Juna và sau đó Jay đã suy nghĩ thêm về quyết định của mình. Vợ của viện trưởng đã trở về trên đường đến bệnh viện. Jay và trợ lý tham gia một buổi đấu giá và gây ấn tượng với hai vị lãnh đạo của Ban Seok. Nữ đồng nghiệp của Jihan đã tiếp cận được nữ ủy viên. Jihan và người em thân thiết thì đến tìm con của nữ ủy viên thì bất ngờ có cuộc rượt đuổi xảy ra. Jihan cũng lập tức đuổi theo nam thanh niên tóc vàng, đó là bạn trai của con gái nữ ủy viên. Sau loạt khó khăn thì Jihan cũng đã bắt được người. Anh chàng tóc vàng được đưa về văn phòng của Jihan và có cuộc nói chuyện với mọi người ở đây. Những người được cử đi bắt cậu thanh niên là do ủy viên sai khiến. Mối quan hệ giữa mẹ con nhà ủy viên từ bé đã không được tốt đẹp vì những yêu cầu ép buộc của nữ ủy viên. Anh chàng tóc vàng và bạn gái đã có khoảng thời gian chung sống vui vẻ dù bất tiện, nhưng về sau anh đã không gặp lại bạn gái vì cô phải vào viện. Ở nhà của viện trưởng, mọi người đang bàn luận về việc từ chức của ông cũng như bổ nhiệm giám đốc mới. Jay đang uống rượu với hai giám đốc của Ban Seok, đồng thời cũng muốn lôi kéo hai người về phe mình. Viện trưởng đang nói chuyện với cô nàng đã thay đổi kết quả khám nghiệm tử thi của Seok Ju 5 năm trước. Cô ấy giờ là trợ lý của vợ viện trưởng. Viện trưởng cũng bộc lộ mặt thật và ép cô trợ lý của vợ không nói về việc 5 năm trước.
Trong bệnh viện, con gái của ủy viên đã có dấu hiệu cử động. Ủy viên nói với viện trưởng về chuyện người bạn trai của con gái mình. Viện trưởng đã lên kế hoạch kéo dài thời gian tỉnh dậy của con gái bà và nữ ủy viên đồng ý. Nữ ủy viên trong lúc rời khỏi bệnh viện đã chạm mặt Sĩ Úc Sang. Đi cùng với cô công tố là cậu con trai tóc vàng. Cậu đã đăng ký kết hôn với người con gái của nữ ủy viên. Thêm một bất ngờ nữa đến đó chính là ông Trịnh Trị Gia và Di Hàn, viện trưởng lúc này đang lâm vào thế khó. Gia đang bàn chuyện với hai giám đốc và cũng thể hiện được sự đối lập của hai vị cổ đông này với viện trưởng. Việc nhóm của Di Hàn đến bệnh viện Ban Sĩ Úc có cơ sở từ cuộc gọi của Gia. Dù cố gắng từ chối thì viện trưởng cũng phải diễn cho mọi người vào trong xem bệnh nhân. Ở xa là trợ lý của Gia đang theo dõi và mọi thứ vẫn theo kế hoạch của Gia. Chính trị gia đã hỏi rõ viện trưởng về việc phẫu thuật mấy năm trước nhưng viện trưởng lại cảnh báo ngược lại. Viện trưởng đã yêu cầu cấp dưới làm cho con gái ủy viên hôn mê sâu. Juna đã được Huyên Sung gọi đến để thông báo tin trở thành giám đốc. Trở lại phòng dành cho khách đặc biệt đã khơi gợi lại cho Jihan một số ký ức cũ. Jihan đang kiểm tra bệnh nhân thì viện trưởng đã cố gắng thuyết phục mọi người để câu thời gian tiêm thuốc mê. Jihan đã tìm ra việc dối trá của viện trưởng thông qua thuốc tìm thấy trên trợ lý của bệnh viện. Mọi việc bị vạch trần và viện trưởng của bệnh viện bắt buộc phải chuyển bệnh nhân đi. Juna đã kết thúc với Huyên Sung và giờ mối tình của cô với Jay đã không còn ai can dự. Con gái nữ ủy viên đã tỉnh dậy và ổn định. Jihan đã nói rõ bệnh tình của con gái ủy viên trong người chồng hiện tại của cô ấy. Huyên Sung cũng đã biết chuyện của nữ ủy viên. Si Ốc Giang đang chất vấn vị giám đốc y tế ở tù nhằm để ông khai ra sự thật. Jihan đã đứng bên ngoài để chờ vị giám đốc y tế và thuyết phục để anh làm luật sư. Vị giám đốc cũng tiết lộ thêm về câu nói cuối của Ki Tae về ổ cứng. Một cuộc gọi từ người chồng mới của con gái ủy viên đến Jihan với mong muốn hủy đơn kiện để mong bà hiến phổi. Anh chàng tóc vàng đã đồng ý trước những yêu cầu bất lợi của ủy viên. Bên đội công tố của Sĩ Ốc Giang đã bị mất điều tra một người. Hội của Jihan và Jay đang bàn về lịch trình ngày hôm sau. Riêng đội của Jihan vẫn đang làm việc hết công sức để tìm USB ghi âm của Ki Tae và một hướng đi khác được triển khai. Trong phủ bầu cử, giám đốc Jay đã đọc bản hợp đồng khiến cho các cổ đông sao động. Cuộc tìm kiếm khu vực có USB chuyển sang tìm người giữ USB. Juna cũng đứng lên giúp đỡ Jay. Huyên Sung cũng bất ngờ khi thấy Juna về phe Jay. Bên công tố viên của Sĩ Ốc Giang đã đến bất ngờ khiến nhân viên bệnh viện không làm gì hơn được. Jihan đã tìm ra được người cần tìm. Sĩ Ốc Giang cũng đã xuất hiện trong phòng họp để đưa giấy triệu tập Huyên Sung. Cuộc vạ phiếu được bắt đầu. Người Jihan cần tìm là người yêu của Ki Tae và chiếc USB được trong hộp nhẫn mà Ki Tae tặng để cầu hôn. Cuộc bầu cử giám đốc Huyên Sung đã thất bại. Về đến nhà, trong khi vợ của viện trưởng đang than vãn với trợ lý thì hai cha con viện trưởng đã xảy ra cuộc cãi vã. Jihan đã quay về văn phòng để nghe đoạn ghi âm. Jay và Sĩ Ốc Giang cùng với viện trưởng theo dõi từ xa cuộc phẫu thuật cấy ghép phổi của con gái ủy viên. Dù có chút khó khăn nhưng ca phẫu thuật vẫn được tiếp tục. Nhưng tin dữ đã đến ủy viên từ chối hiến thẳng. Nữ ủy viên đã rời khỏi phòng phẫu thuật và đi đến phòng theo dõi. Điều này có vẻ là một âm mưu khác của bên viện trưởng. Lúc này trong phòng phẫu thuật mọi người như chết lặng và không biết phải làm gì. Dù không có phổi còn lại để ghép nhưng bác sĩ Jihan vẫn phải tiếp tục ca phẫu thuật. Và sự cố xảy ra khi phổi của anh chàng tóc vàng nhỏ hơn so với dự kiến. Nữ ủy viên đã rất hốt hoảng và bà trở nên mất trí đến mức thậm chí đã bảo trợ lý mình hiến thay để chờ cho cuộc bầu cử. Trước đó ta đã nghe được việc anh chàng tóc vàng sẽ hiến hai lá phổi nữ ủy viên không hiến. Bà ủy viên đã cho thấy rõ việc vô liêm sỉ khi không quan tâm đến tính mạng người hiến. Jihan đã có quyết định táo bạo với ca phẫu thuật đầu tiên và nguy hiểm ở Hàn Quốc. Ca phẫu thuật đã thành công trong sự căng thẳng tột độ. Ra ngoài, Jihan đã được đồng nghiệp khác vỗ tay không ngớt, một phần thưởng xứng đáng cho bản lĩnh của Jihan. Jay cũng nể phục Jihan thêm. Trợ lý của vợ viện trưởng đã tìm đến giáo sư và trợ lý giám đốc để tìm câu trả lời về sự thật của ca phẫu thuật tim của Sĩ Ốc Du. Jihan cũng đang nói chuyện với chính trị gia về bệnh tình của ông. Mối quan hệ của viện trưởng và chính trị gia vẫn còn ràng buộc. Trợ lý ủy viên đã bị hai thành viên trong đội của công tố viên Sĩ Ốc Giang chụp lén khi gặp tên tội phạm làm ở doanh nghiệp cho vay nặng lãi. Hai người cũng bất ngờ khi thấy cấp trên của mình cũng đi gặp tên tội phạm đó và sau khi nói với Sĩ Ốc Giang thì cũng biết được cấp trên đã từng tha cho tên tội phạm đó. Huyên Sung thì đang uống rượu và đang suy nghĩ lại những sự việc về Juna và Jay. Huyên Sung đã quyết định theo dõi căn Pansy House của Pansy Úc để trả thù Jay và Juna. Đội của Jihan đang bàn bạc để xem nên hạ bệ ứng viên nào trước. Sĩ Ốc Giang cùng với đội mình cũng đã quyết định sẽ tiếp cận trợ lý ủy viên. Jihan cũng đi gặp trợ lý của nữ ủy viên để nói về cuộc bị triệu tập. Nữ đồng nghiệp của Jihan cũng lấy được lọ thuốc trong lúc ở trong phòng trị liệu của ủy viên. Buổi tranh luận diễn ra sau đó, ông chính trị gia cũng đã đưa ra những bức ảnh chụp được trợ lý và điều đó đã gây bất lợi cho nữ ủy viên. Jay đã đi đến sòng bạc và gặp được trợ lý giám đốc của bệnh viện Ban Sĩ Úc. Jay đã làm sòng bạc khuấy động khi liên tục thắng lớn và cũng lôi kéo ông trợ lý về phe mình. Juna cũng gặp riêng với Jihan và anh đã từ chối phẫu thuật vì mối quan hệ giữa cha của Juna và viện trưởng. Jihan đã nghĩ đến viện trưởng đã giúp đỡ cho chính trị gia vì cuộc phẫu thuật ghép tim 5 năm trước nên đó là ràng buộc giữa hai người. Jihan cũng nói ca phẫu thuật 5 năm trước là trái phép. Juna cũng tiết lộ về việc cha cô mắc bệnh mất trí nhớ và yêu cầu Jihan giữ bí mật. Jay cũng được trợ lý báo tin nhưng anh không quan tâm nhiều cho lắm. Trợ lý của ủy viên cũng gọi điện để gặp riêng Jihan.
nhưng anh cũng phát hiện mình đang bị theo dõi nên nhanh chóng cắt đuôi. Đến ngôi nhà được chỉ định thì Jihan phát hiện ra trợ lý của ủy viên đang ngất đi vì hít phải khí CO. Jihan ngay lập tức đem trợ lý ra ngoài và làm sơ cứu. Nhưng trong lúc gọi điện cứu hộ thì đột nhiên Jihan đã bị đánh ngất từ đằng sau. Tên tội phạm của nhóm doanh nghiệp cho vay nặng lãi đã đánh ngất Jihan. Jay đã xuất hiện cùng trợ lý, dù ít hơn về số lượng nhưng người bên của Jay hoàn toàn áp đảo. Tên tội phạm đã rút ra khẩu súng để uy hiếp. Nhưng rồi Jay đã lái xe tông khiến hắn ngã ngào ra đất. Trợ lý của ủy viên đã trên xe cứu thương nhưng lúc này tim của anh ta đã ngừng đập. Jihan cũng đã giải quyết ổn thỏa. Nữ ủy viên sau khi biết tin đã rất tức giận vì chuyện không thành. Bà đã nhờ đến viện trưởng và ông đã đồng ý vì lo sợ lộ thông tin. Jihan đã vì đến văn phòng và chữa thương vì Seo Giang đã đến. Sau đó Jihan cũng đã kể chuyện xảy ra với cô nàng công tố. Hai người đã cùng đi đến gặp chính trị gia. Seo Giang và Jihan muốn được đưa vào danh sách nhân chứng. Sau câu nói thuyết phục của hai người, ông chính trị gia đã đồng ý. Hôm sau trên TV đã đưa bản tin về chuyện của trợ lý ủy viên Jay quyết định mạo hiểm trong việc mua bán cổ phiếu. Seo Giang đang thẩm vấn với Hyun Sung và luật sư của bệnh viện Ban Siễu. Jihan cũng tiết lộ cho Jay biết về đoạn ghi âm. Jihan cũng đã tin tưởng Jay nhiều hơn. Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của trợ lý giám đốc của bệnh viện Ban Siễu. Ông ta đồng ý theo phe của Jihan để lật đổ viện trưởng. Seo Giang đã đến hỏi tiền bối của mình về những điều cô nghi ngờ. Và phim cho ta thấy dường như Seo Giang cũng mắc bệnh nào đó về tim. Trợ lý giám đốc cũng tiết lộ cho viện trưởng về tin anh chàng tóc vàng bị chết não. Jihan cũng nói về việc mà Juna đã tiết lộ cho anh, cho biết Seo Giang biết về trái tim của em trai cô. Jay cũng đã có cuộc nói chuyện nhỏ với viện trưởng. Hyun Sung không tìm được bằng chứng về việc sử dụng ma túy nhưng lại tìm thấy một đơn thuốc của một người khác. Cô trợ lý của vợ viện trưởng đã biết hết sự thật. Ba nhân chứng bên Ban Siễu cũng đã cùng quyết định sẽ khai sự thật nhưng ông trợ lý lại giữ hai người còn lại trong phòng. Phiên xét xử bắt đầu với sự góp mặt của nhiều bên liên quan và đồng thời buổi họp báo của ủy viên cũng diễn ra. Jihan có cuộc nói chuyện riêng với tiền bối của Seo Giang trước phiên điều trần. Jay từ xa theo dõi định bán khống cổ phiếu nhưng không được cho phép. Jihan đã đưa ra đoạn ghi âm của Ki-tae và viện trưởng và đoạn ghi âm đó được công khai. Buổi họp báo của nữ ủy viên bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của đội công tố của Seo Giang và trợ lý của nữ ủy viên. Đoạn ghi âm đã làm chiều hướng phiên điều trần phát triển theo hướng bất lợi cho viện trưởng. Ở cuộc họp báo, Seo Giang cũng đã có bằng chứng về quỹ bất hợp pháp của nữ ủy viên. Tiền bối của Seo Giang cũng đã thừa nhận sai sót của mình. Nhưng viện trưởng vẫn cứng đầu phủ nhận dù có cả đoạn ghi âm một video clip đã được lan truyền ngay trong phiên điều trần. Đó là cảnh xô xát giữa viện trưởng và trợ lý giám đốc đồng thời là nhân chứng cho phiên điều trần. Trước đó Jay đã thuyết phục thành công ông trợ lý về phe mình và bảo ông hãy quay lại bằng chứng. Jay sau khi xem video đã nở nụ cười mãn nguyện, còn viện trưởng giờ đã hoàn toàn thất thế. Trước đó thông tin về con gái nữ ủy viên đã được trợ lý giám đốc nói dối cho viện trưởng. Ngay chỗ bãi đậu xe, trợ lý giám đốc hỏi chuyện 5 năm trước. Điều này cũng dấy lên nghi ngờ của viện trưởng về chiếc bút mà ông trợ lý mang theo cũng đã bị phát hiện. Bên công tố viên cũng ập vào bắt viện trưởng. Lần này phần thắng đã nghiêng về bên Jihan. Ở nhà theo dõi cũng khiến cho hai mẹ con Hyun Sung và luật sư hốt hoảng theo. Trợ lý của Jay đã nhận lỗi và nhận được yêu cầu khó khăn từ Jay. Jay đã gọi ngay cho ông chính trị ra nhưng ông ta đã không để ý. Đội của Jihan đang xem xét kỹ video xô xát của viện trưởng và phát hiện ra bút máy. Viện trưởng vẫn không tiết lộ cho ai biết về khách hàng được cấy ghép tim của em trai của Seo Giang. Jihan cũng nói cho Seo Giang chuyện cây bút máy và họ cũng chưa biết vì sao ông trợ lý lại liều mạng làm như vậy. Tiền bối của Seo Giang cũng đã xin nghỉ việc vì những sai phạm của mình. Seo Giang đang thẩm vấn nữ ủy viên. Cô nàng công tố đã đưa ra đoạn ghi âm và cả thuốc bà ủy viên đã dùng. Tên tội phạm đã gặp mặt nữ ủy viên và hai người lập tức trở mặt nhau. Seo Giang cũng thông báo cho Jihan về loại thuốc bà ủy viên đã dùng. Jihan cũng muốn có cuộc trò chuyện với Jay. Sau khi gặp nhau, Jihan đã hỏi Jay về cây bút máy ông trợ lý giữ. Seo Giang đang thẩm vấn viện trưởng và thừa nhận tội trạng nhưng cô muốn biết điều khác. Seo Giang đã mất bình tĩnh khi tra hỏi về sự việc của em trai nhưng đột nhiên bệnh tình của cô tái phát. Cô cũng mắc bệnh giống em trai mình. Jay và Jihan đang có cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ. Jihan muốn biết về kế hoạch của Jay. Seo Giang vẫn cố gắng làm việc dù bệnh tình trở nên nghiêm trọng và cô đã giấu chuyện này với Jihan. Viện trưởng đã gọi điện cho chính trị gia để yêu cầu bảo vệ Ban Siễu. Jay đã không cho trợ lý của mình tham gia đại hội cổ đông. Jay đã nói về việc biến Ban Siễu thành bệnh viện vì lợi nhuận và bỏ qua tim mạch. Điều này khiến cho Hyun Sung cảm thấy bất bình. Jihan và Seo Giang đã trao đổi thông tin cho nhau và giờ đang cố tìm câu trả lời về Jay thông qua trợ lý của Jay. Trợ lý của Jay đang uống say. Jay và Juna từ xa đang theo dõi cha của Juna qua TV. Đột nhiên bệnh tình của chính trị gia tái phát và Juna cũng tiết lộ cho Jay về bệnh Alzheimer. Juna đã tự tay đổi thuốc của cha mình để bệnh tim ông tái phát nhanh hơn. Phía viện trưởng cũng biết tin này và muốn gặp Jay khi bị chuyển đi. Trợ lý của Jay cuối cùng cũng gặp Jihan và Seo Giang. Hyun Sung qua camera cũng phát hiện mối tình vụng trộm của Jay và Juna và đến phòng Jay ngay lập tức. Trợ lý của Jay cũng tiết lộ những gì mình biết và nhờ đó Jihan cũng đã sâu chuỗi được mọi việc. Jihan và Seo Giang tức tối đi đến nơi ở của Jay.
khi Dây suýt dùng thuốc thì Huyên Dung xuất hiện và điên cuồng tấn công Dây trong cơn say. Khi Huyên Dung chuẩn bị đánh vào người Dây thì Di Han và Xe Ốc Giang đã ngăn lại. Di Han đã đến và lập tức kiểm tra ngực của anh và hỏi anh ta về việc 5 năm trước. Di Han xé áo Dây để lộ ra vết mổ của anh ta. Di Han chất vấn anh ta chính là bệnh nhân VIP của bệnh viện Ban Sĩ Úc, người đã lấy đi trái tim của Sĩ Úc Du. Điều này đã gây sốc cho những người khác ở trong phòng. Dây đã không nhận lỗi và còn thách thức Di Han và Sĩ Úc Giang. Huyên Dung sau khi biết chuyện mình bị lừa trở nên mất ổn định. Trợ lý cũ của Dây đã kể lại câu chuyện đầu tư của Dây và viện trưởng vào 5 năm trước cho Di Han và Sĩ Úc Giang. Đội của Di Han cũng tìm hiểu thư ký trưởng của Ban Sĩ Úc. Luật sư của bệnh viện Ban Sĩ Úc đã theo lệnh của viện trưởng để tìm chiếc điện thoại liên lạc với thư ký trưởng. Trên TV đã đưa tin về chính trị gia sau việc ông bộc lộ dấu hiệu của bệnh tình. Dây cũng đã nói Zona rằng bố mẹ anh qua đời. Giáo sư đã đón con trai về rồi đến văn phòng của Di Han. Dây cũng đã đi gặp viện trưởng trước khi ông bị chuyển đi nơi khác. Viện trưởng đã ra đề nghị với Dây nếu không ông sẽ tung tin phá hủy Ban Sĩ Úc. Mẹ con giáo sư về nhà thì đã bị thư ký trưởng phòng phục kích sẵn. Dây phản kích ngược lại viện trưởng. Di Han và Sĩ Úc Giang đã cảm thấy chuyện chẳng lành xảy ra với giáo sư. Vào 5 năm trước, vì để cuộc phẫu thuật diễn ra sớm hơn mà viện trưởng đã gây ra tai nạn cho Dây. Dây cũng nghi ngờ từ lúc đó và sau đó điều tra rồi phát hiện ra nhiều bí mật khác. Di Han và Sĩ Úc Giang đã lập tức đến nhà của giáo sư, phát hiện con trai bà ấy bất tỉnh, còn giáo sư thì mất tích. Viện trưởng sau đó đã quyết định phủ nhận tội trạng vì không đạt được thỏa thuận với Dây. Viện trưởng cũng đã ra lệnh cho thư ký trưởng phòng nhận tội để cứu Ban Sĩ Úc. Luật sư bên Ban Sĩ Úc cũng đã xem camera và thấy được nhân viên quay đoạn video sâu sát của viện trưởng. Phiên điều trần cũng đã bắt đầu. Chuyện viện trưởng phủ nhận cáo buộc cũng làm Sĩ Úc Giang chưa biết giải quyết như thế nào. Di Han đã tìm gặp cô trợ lý của vợ viện trưởng, đồng thời cũng là người năm xưa thay đổi kết quả xét nghiệm. Di Han đã nói cô hãy ra làm chứng để phơi bày sự thật. Hôm sau Di Han đến gặp viện trưởng nhưng ông đã từ chối. Vợ viện trưởng đang tức giận và muốn mau chóng tìm ra cách giải quyết thì có tiếng cửa vang lên. Di Han và Sĩ Úc Giang cùng với cô trợ lý của vợ viện trưởng đến nhà của Huyên Dung. Di Han cũng nói vụ việc của em trai của Sĩ Úc Dâu cho vợ viện trưởng biết và hiển nhiên bà rất bất ngờ. Giám đốc của trụ sở Honest Han đã đến Hàn Quốc để gặp Di Han. Dây cũng đã lật mặt với hai vị giám đốc đã từng hợp tác khi đổi người điều hành Ban Sĩ Úc. Vị giám đốc của Honest Han đã gặp Di Han. Trong phiên tòa, bên phía Ban Sĩ Úc liên tục phủ định lời buộc tội của công tố viên Sĩ Úc Giang. Thư ký trưởng phòng đã chống trả khi bị nhân viên của viện trưởng bao vây. Hướng điều tra tại phiên tòa chuyển sang vụ án 5 năm trước. Đối mặt với hàng loạt câu hỏi về tội trạng phạm của nữ công tố viên Sĩ Úc Giang, viện trưởng đã phủ nhận tất cả. Bên khác, thư ký trưởng phòng đang vừa chạy vừa chống trả rất quyết liệt. Trong phiên tòa đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Sĩ Úc Giang đã lấy được chiếc điện thoại đó và bắt máy cuộc điện thoại. Thư ký trưởng phòng đã tiết lộ bản thân và anh cũng ở ngay trong phiên tòa. Điều này làm cho cả phiên tòa bất ngờ, nhưng chưa kịp hết bất ngờ thì Di Han đã đến và mang thêm giáo sư. Mẹ của Huyên Dung sau khi nghe sự thật về chồng đã rất sốc. Di Han đã yêu cầu tìm thư ký trưởng phòng để đổi lấy việc giữ lại Ban Sĩ Úc và vợ của viện trưởng đã đồng ý. Di Han nói về việc tố cáo Dây và viện trưởng. Di Han cũng để cho con trai của giáo sư đến để kể lại chuyện bị tấn công. Di Han đi về và gặp giám đốc bên Honest Han. Cuộc điện thoại của Huyên Dung với thông tin đã tìm thấy thư ký trưởng phòng. Di Han đã bảo Huyên Dung chỉ đuổi theo chứ không bắt. Vì việc này mà anh đã để đàn em nói chuyện nốt với giám đốc. Di Han cũng đã đi đón thư ký đúng lúc anh ta suýt bị tóm. Di Han cũng đề nghị cứu anh ta và anh ta chấp nhận hợp tác. Di Han cũng đã cung cấp bằng chứng về tội ác của viện trưởng. Hội đồng cũng hoãn 20 phút để quyết định. Dây đã chở Zuna đến nơi anh gặp tai nạn 5 năm trước. Trợ lý cũ của Dây cũng đã gặp Dây với giám đốc của Honest Han. Lần lượt thư ký lẫn giáo sư đã đứng lên vạch trần tội ác của viện trưởng. Tất cả tội lỗi kể từ 5 năm trước. Trước những sự thật đó, viện trưởng đã không thể nói nên lời. Sau khi nghe thấy lời thú nhận của viện trưởng thì bệnh tim của công tố viên Sĩ Úc Giang đã tái phát khiến phiên tòa tạm dừng. Di Han cũng đã gặp riêng được viện trưởng. Viện trưởng tỏ ra hối lỗi và cầu xin Di Han bảo vệ Ban Sĩ Úc. Viện trưởng vẫn giấu video Dây nhận quả tim trái phép và đó là bằng chứng để kéo Dây xuống nước cùng. Việc Di Han đến Ban Sĩ Úc cũng được Dây để ý. Vị giám đốc y tế đã tiêm thuốc mê viện trưởng vì đã bị mua chuộc bởi Dây. Mục đích của Dây là để trả thù chứ không phải luyến tiếc gì Ban Sĩ Úc. Tối hôm xảy ra tai nạn, Dây đã đi gặp một bà lão nhưng vì vụ tai nạn mà bà cũng mất mạng. Qua cuộc trò chuyện của Dây với bà lão, Viêm cho biết bà lão đó chính là mẹ ruột của Dây. Viện trưởng cũng đã biết lý do trả thù của Dây. Sau khi tiêm thuốc vào người viện trưởng thì Dây đã bỏ đi. Di Han cũng tìm ra lý do của sự trả thù của Dây. Viện trưởng ngay lập tức vào viện và ông muốn gặp Di Han khi tỉnh lại. Nhưng đang nói dở chuyện với Di Han thì tim của viện trưởng đã ngừng đập. Dây đang rời đi cùng với Zuna. Huyên Dung sau khi nghe tin liền tức tốc chạy đi. Di Han cũng đã đến căn hộ của Dây nhưng cũng đã được thông báo chuyến bay Dây đang lên. Di Han lập tức đến sân bay. Zuna đã phát hiện thấy cái chết của viện trưởng. Huyên Dung đã tìm thấy Dây và sau đó liên tục đâm dao lên người Dây.
Jihan đã đến lúc Jay đã ngã xuống, mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn. Jay cũng đã nói ra lời xin lỗi vì quả tim được nhận ghép. Ngay lập tức Jihan đã chuẩn bị ca phẫu thuật. Jihan đến thăm Seok Jang và nói về tình trạng của Jay. Anh cũng đồng ý với cô sẽ cố gắng hết sức cứu Jay. Phim chuyển đến một năm sau, cô bé nạn nhân của sai sót y tế mấy tập trước đã được phẫu thuật để có được giọng nói. Anh chàng bác sĩ hậu bối cũng đã quyết định làm ở cơ sở y tế của Jihan. Phiên tòa đã được tái thẩm về vụ án của Jihan được diễn ra. Sau phiên tòa, Jihan đã vào trại giam để thăm Jay. Jay cũng chấp nhận trả giá cho lỗi lầm mình gây ra. Jihan nói với Seok Jang về việc đã tìm được quả tim phù hợp để phẫu thuật cho cô. Anh cũng nở nụ cười mãn nguyện sau những chuyện xảy ra. Vậy là kết thúc cuộc hành trình của vị bác sĩ luật sư Han Jihan. Phim đã đem đến cho người ta những phút giây hồi hộp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi toàn bộ video. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và đăng ký để theo dõi những bộ phim khác từ kênh chúng mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.